Đấy, thì đây lại là một dạng tích truyện. Điều gì còn lại sau ngọn lửa nói về Trần Nhân Tông? Khi mà ngài đánh thắng quân Nguyên Mông lần thứ hai, thì các bạn biết giữa lần thứ nhất, lần thứ hai là nó cách 20 mấy năm. Bị quân Nguyên nó đe dọa mình 20 mấy năm, nó cứ dọa đánh mãi mà nó không đánh, 20 mấy năm sau nó mới đánh. Thì tướng lĩnh quan lại của triều Trần có một số người âm thầm viết thư xin hàng. Nhưng ai ngờ Trần Hưng Đạo giỏi quá nên đánh thắng luôn lần thứ hai, và bắt được một cái hòm chứa toàn bộ những cái bức thư mật mà những cái viên tướng viên quan sợ hãi gửi thư sang bên kia, là nếu bên ngài đánh thắng thì tôi sẽ đầu hàng, kiểu kiểu vậy đó, tôi sẽ làm tay trong cho, kiểu kiểu vậy. Thì vua Trần Nhân Tông là đốt hết đi. Đây nha, vua nói này, trước mặt bá quan văn võ, vua bình thản nói: ta đã thắng giặc, và trong cuộc chiến này ta đã mất mát rất nhiều. Ta đã mất người thân, ta đã mất xương, ta đã mất máu, và có khi ta đã đánh mất lương tâm của ta. Từng nói, từng lời nói của vua như tiếng sấm đánh vào tâm can của những kẻ tội đồ. Đấy. Dừng lại một hồi, vua cất giọng: về sau những người nào mất lương tâm rồi thì phải xây lại lương tâm, hôm nay trẫm tha thứ. Nói xong, vua lệnh mang thư tịch đốt trước mặt bá quan. Ngọn lửa bừng bừng thiêu rụi tất cả những bằng chứng tội lỗi, cũng như ý nghĩ sai trái trong lòng của những người lầm lỡ. Những vị quan phạm tội quỳ sụp xuống rồi bật khóc nức nở khi được nhận ân huệ lớn lao này. Đó. Về sau, Trần Nhân Tông rời bỏ ngôi báo, xuất gia tu hành nơi núi Yên Tử và lập ra thiền phái Trúc Lâm. Ngài đạt được thành quả lớn lao trên con đường tu tập, chấm dứt ngọn lửa phiền não nơi tâm hồn mình. Đó. Thì đây là một cái tích truyện. Thì chúng ta mới thấy cái tích truyện này thì chữ nó nhiều mà tranh nó ít, đúng không? Để cho các con đọc quen dần nhé. Thì đây là cái cấu trúc của cái bộ Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân, đó là thế. Nên những bạn nào mà hiểu được cái cấu trúc này ấy, thì hướng dẫn và đọc sách cùng con vui vô cùng, sướng vô cùng. Còn bạn nào mà không hiểu cái cấu trúc này, cứ đọc lung tung, đọc cho nó hết sách. Mà những cái câu hỏi tư duy, những cái phần phân tích nhân quả, những cái hành vi làm và không nên làm, mình không có đào sâu vào thì phí quyển sách nha. Đây một vài cái comment này. Thấy tác dụng của việc cùng con học phân tích đúc kết chuyện Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân, thực sự càng ngày càng thấy sự vi diệu của bộ chuyện Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân. Thấy chưa? Nhiều phụ huynh còn ngạc nhiên, vi diệu như thế nào. Đó, các bạn thấy các nhân vật nhiều không? Từ thầy Chu Văn An, Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi, bác sĩ Phạm Ngọc Thạnh, công chúa Huyền Trân, đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà văn Nguyễn Hiến Lê, giáo sư Trần Văn Khê, hay là thầy Thích Nhất Hạnh, thiền sư Vạn Hạnh, hải thượng Lãn Ông, Nguyễn Khuyến, Lương Thế Vinh và rất rất nhiều các vị nhân khác, đặc biệt có khá nhiều vị nhân Việt Nam. Đấy, bộ này nó rất hay. Nuôi dưỡng nhân cách theo gương vị nhân. Ngoài bộ Sống Tử Tế thì có bộ Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân. Bộ Sống Tử Tế thì có 10 cái đức tính. Mạnh mẽ, nhân ái, chấp nhận, trí tuệ, hiếu thảo, tha thứ, cống hiến, khiêm nhường, bạn tốt và trung thực. Đó, chúng ta nhìn lại 6 cái giai đoạn này, đúng không? 6 cái yếu tố có 3 cái giai đoạn này. Thì chúng ta thấy cái số 4 quan trọng không? Bé phân tích nhân quả của câu chuyện, của nhân vật trả lời câu hỏi và đưa ra hành động nhỏ. Rồi lên cái mục số 5 là giảm tranh tăng chữ. Chữ nó càng ngày nó càng nhiều lên, ban đầu nó chỉ nhiều lên 1-2 trang thôi. Rồi bé lại tiếp tục phân tích nhân quả, trả lời câu hỏi, hành động nhỏ. Từ đó học và hành đạo đức, đạo lý dày lên, sống tự tin, hiểu biết dày lên. Đó, còn đây là một cái bộ mà toàn chữ, tranh ít hẳn đi. Nhà tranh vẫn có nhưng ít hẳn đi. Đó là bộ Trưởng Thành Cùng Vĩ Nhân. Và cái bộ này
là một cuốn, là một nhân vật. Một cuốn là cuộc đời của một nhân vật. Còn bộ Gieo hạt cùng vĩ nhân là một cuốn, là có khoảng một chục tích truyện khác nhau. Mỗi một tích truyện là một nhân vật. Còn ở đây là xuyên suốt cuộc đời của một nhân vật là đúng một cuốn. Đó. Trưởng thành cùng vĩ nhân, còn cái kia là gieo hạt cùng vĩ nhân. Mỗi một trang là một tích truyện, là một gieo một xuống một hạt. Còn trưởng thành là các bạn phải đọc hết. Đọc hết các bạn mới trưởng thành được. Đó. Ví dụ là bộ nói về cuộc đời của ông Lincoln, bộ nói về của ông Benjamin, rồi ông Washington, rồi đại đế Alexandria đại đế, một cái vị vua, một cái vị hoàng đế lớn của cổ đại đấy, mà đánh khắp châu Âu, đánh sang châu Á đấy. Còn Thành Cát Tư Hãn là đánh khắp châu Á rồi sang châu Âu đấy. Rồi Tần Thủy Hoàng cũng là những quý vị lãnh tụ lớn, nhưng nghiêng về ba độc, đúng không? Thì trong cái bộ Trưởng Thành cùng Vĩ Nhân này có cả ba gốc, có cả ba độc. Cái hay của nó là chỗ này, nó thêm được ba độc vào. Tại sao trong bộ Gieo hạt cùng vĩ nhân không để ba độc? Tại sao? Ở đây những bạn nào suy nghĩ được? Trong Gieo hạt cùng vĩ nhân, tích truyện nó ngắn và các con làm quen dần với các tấm gương vĩ nhân, thì đầu tiên phải làm quen với bà gốc. Phải làm quen với đạo đức, trí tuệ và nghị lực trước, để toàn bộ những cái yếu tố thuộc về ba gốc thấm vào máu, vào thịt của con. Sau đó nó lớn lên một chút, 8 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi. Nó có cái sự sâu sắc dần, chắc chắn dần. Chúng ta dạy nó về ba độc. Để làm gì? Dạy cả ba gốc, dạy cả ba độc để làm gì? Để nó hiểu ba độc nguy hại như thế nào, để rồi nó ngăn ngừa, nó tránh được ba độc, nó không còn bị nhiễm ba độc nữa. Nhiều phụ huynh bị nhầm chỗ này. Cho con ở môi trường lành tính cho đến hết đại học vẫn lành tính, bước ra khỏi cổng trường nó bị lừa luôn ngay. Xã hội nó vốn ba độc nhiều mà ba gốc ít. 10 lần xảy ra thì chỉ có 3 lần tốt thôi, còn 7 lần coi chừng nó nói xấu nhau, nó chơi xấu nhau. Vậy chúng ta phải cho con em của chúng ta lớn lên quen dần. Quen dần. Đầu tiên ba gốc dạy dày đặc. Lớn lên một chút ba gốc giảm đi một tí, tăng một chút ba độc vào. Tăng một chút tham sân si đố kỵ ích kỷ vào. Để cho nó hiểu, để rồi nó tránh cái điều xấu ác. Rồi lớn lên thêm vài tuổi nữa, 15-16 tuổi, ba gốc các bạn có thể dạy 60%, ba độc có thể dạy 40%. Nhưng lên đến đại học, nhiều khi các bạn phải dạy ba gốc 50 và ba độc cũng 50. Thậm chí ba gốc chỉ còn có 40 thôi, còn ba độc nhiều khi lên đến 60. Để làm gì? Để nó hiểu và nó tránh được ba độc. Để nó không bị lừa, cuộc đời không lừa nó được nữa. Trong cái bộ Trưởng Thành cùng Vĩ Nhân thì chúng tôi có cái cấu trúc để cho các bé bắt đầu học phân tích ba gốc và ba độc. Tức là sau khi các bé đã đọc Gieo hạt cùng Vĩ Nhân, đã chơi game nhân quả rồi, thì các bé bắt đầu đọc về ba gốc và ba độc dần. Ở đây có cái sơ đồ ba gốc ba độc, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy chưa? Có hướng dẫn phân tích ba gốc ba độc. Đây, có hướng dẫn luôn ở bên này. Đấy. Trí tuệ là gì, đạo đức là gì, nghị lực là gì, hạt giống ba độc là gì, tham lam, giận dữ, sân hận là gì, si mê là gì. Đấy. Xong ở đây có cái sơ đồ ba gốc ba độc. Nên cái này cha mẹ và con cái phải chơi chung với nhau. Lưu ý nhá, cái cuốn Trưởng Thành cùng Vĩ Nhân là các con không đọc được ngay đâu. Ba mẹ và các con phải đọc ít nhất khoảng 2 đến 3 tập. Phải ít nhất là 2 đến 3 tập. Thì những tập còn lại các con nó sẽ tự xử lý được ba gốc ba độc. Ở đây rất nhiều bạn đã học chánh kiến rồi đúng không? Chúng ta phải học qua một cái lớp chánh kiến dài ít nhất là 2 ngày 2 đêm hoặc 20 buổi tối, chúng ta mới phân tích ba gốc ba độc nó bén được.
Trong khi đó, ở đây chúng tôi có ý định là cho các con khoảng lớp 6 học ba gốc ba đồng luôn. Nếu các bạn cho nó đọc gieo hạt cùng với nhân từ lớp 1 đến lớp 5 rồi thì lớp 6 hoàn toàn học được ba gốc ba đồng. Hình dung chưa? Để nó phân tích. Đấy. Và ở đây này, tham gia hành trình cùng con chuyển hóa, các bạn thấy chưa? Cha mẹ con cái phải đồng hành. Này cực kỳ quan trọng. Nha. Cái này cực kỳ quan trọng nhé các bạn. Cha mẹ con cái đồng hành những cuốn này. Những cuốn này không phải để đọc chơi đâu. Những cuốn này cũng không phải để đọc lấy ly kỳ đâu. Đây là những cuốn sách đọc để chuyển hóa, đọc để đi vào chiều sâu, thì chúng ta mới mang được vĩ nhân về nhà. Chúng ta mới thực sự học hỏi từ vĩ nhân được đấy nha. Đó, còn đây là cái những cái cột mốc cuộc đời của ông Lincoln, nó cũng nằm trong sách luôn, để ba mẹ đọc nhanh. Ba mẹ lật đúng cái trang này ra đọc nhanh thôi, nắm được những cái cột mốc là có thể hỏi con được rồi. Hỏi con để nó trả lời là những trang bên trong, xem các con của mình nó có đọc không. Mình kiểm tra buổi tối về ít thời gian thì mình đọc nhanh để rồi mình chơi với con được thông qua những cuốn sách. Đó, các bạn thấy chưa? Vẫn có phân tích nhân quả nha, nguyên nhân điều kiện kết quả. Vẫn có suy nghĩ cùng tớ nha, tập tư duy nha. Và vẫn có phân tích ba gốc ba đồng. Tên truyện cậu bé nhà nghèo với tình yêu sách mãnh liệt, thì ba gốc ở đâu, ba đồng ở đâu ghi vào. Dạ. Rồi cái chỗ này mới độc chiêu này. Này tuyệt chiêu nhá, cho các bạn nắm tuyệt chiêu này. Sau khi các bé nó đọc được một vài chương, 5 trang, 10 trang gì đó, thì nó đến cái trang mà nó được in màu cái chỗ này này, đúc kết chuyện. In màu cái chữ đúc kết chuyện. Lincoln bảo vệ rùa con. Trong cái phần đúc kết chuyện này, nó có một cái cánh hoa gọi là cánh hoa tính cách và cánh hoa bối cảnh. Các bạn biết tính cách chính là nhân nha. Chính là nhân bên trong, và bối cảnh, cái hoàn cảnh bên ngoài chính là duyên. Chính là phân tích nhân duyên đấy nha. Rồi diễn biến sự việc là gì, nó phải ghi rất ngắn, đúc kết phải rất ngắn. Kết quả là gì, với diễn biến này, với gieo cái nhân này thì trổ ra quả gì. Để rồi khi nó đúc kết được 5-7 trang đó, chỉ bằng cái bông hoa này nó đã đúc kết xong, nó đã suy luận được từ diễn biến ra kết quả, thì nó ứng dụng vào cuộc sống là gì. Nó phải ghi ra được một cái câu là nó ứng dụng vào đời sống là gì, và ba mẹ thảo luận cùng với các con. Nên bộ này mà các thầy cô mà luyện cùng với học sinh cũng tuyệt chiêu luôn nha. Rồi từ đó có cái lời hứa tự thân, lời hứa tự thân. Còn ở bên đây là các đóa hoa để trống, để các bé ghi vào. Các bạn hình dung chưa? Trong sách đấy. Đó, các bạn thấy chưa? Chữ rất nhiều, tranh ít đi nhưng vẫn đủ tính hấp dẫn. Còn bên đây để các con phân tích ba gốc ba đồng, để các con đúc kết. Đúc kết. Gieo hạt cùng vĩ nhân là bộ sách tập hợp những tích truyện ngắn, lý thú và bổ ích, phù hợp để các bạn dành ra 5-10 phút mỗi ngày tìm hiểu về các vĩ nhân. Trưởng thành cùng vĩ nhân, bộ sách là những câu chuyện xuyên suốt cuộc đời của các doanh nhân. Hãy cùng phiêu lưu về quá khứ, khám phá những câu chuyện mới. Bây giờ, trưởng thành cùng vĩ nhân là nó xuyên suốt cuộc đời của một người, và cách phân tích của nó sâu hơn. Ngoài vấn đề nhân quả thì nó còn có gì? Bối cảnh và gì? Tính cách. Nó còn có gì? Diễn biến và kết quả. Nó còn có cả nhân duyên quả, và nó còn có cả đúc kết, gãy gọn lại theo ba gốc ba đồng. Đúng không? Rồi, những bạn nào mà quan tâm đến cái bộ này, bộ này chưa ra nhá, bộ này mới chỉ sắp ra thôi. Bạn nào muốn đăng ký trước vào trong nhóm Zalo. Bạn nào muốn đăng ký trước vào trong nhóm Zalo sẽ có quà đặc biệt của ban tổ chức. Đọc sách
cùng với vĩ nhân để rồi mang vĩ nhân về nhà là một quá trình đấy. Chúng tôi nghiên cứu cái quá trình này rất kỹ để làm sao các con cùng với phụ huynh mang được vĩ nhân về nhà. Các bạn có một phút nha để quét QR code vào. Các bạn đăng ký trước cái bộ này đi. Được quà tặng. Được những cái quà tặng đặc biệt từ ban tổ chức. Những bạn nào mà có năng lực viết, năng lực đúc kết, các bạn về với chúng tôi. Chúng tôi vẫn đang thiếu người, chúng tôi mới có 30 người trong cái đội này thôi. Vừa viết, vừa vẽ, vừa dàn trang, in ấn. Có 30 người tất cả thôi. Chúng tôi đang cần thêm 30 người nữa để làm ra những cái bộ truyện thực sự là cho các con chạm được những điều tinh hoa nhất của các vĩ nhân, những quyển sách hay nhất của nhân loại, hoàn toàn có thể đúc kết lại, đơn giản hóa, ngôn ngữ mới mẻ lại cho các con đọc được. Tại sao phải chờ đến 40 tuổi mới được đọc sách thánh hiền nhỉ? Đúng không? Làm sao để cho nó 10 tuổi, 12 tuổi nó đọc sách thánh hiền luôn Nó hiểu về ba gốc ba độc một cách sâu sắc, lớn lên nó trở thành một con người vững chãi. Những anh chị phụ huynh, những anh chị phụ huynh quan tâm thì đấy, cái QR code từ nãy nha, có cái đường link để đặt trước nha, gnh.vn/trưởng thành cùng vĩ nhân, viết tắt TTCVN, hoặc quét mã QR code, các bạn sẽ được ban tổ chức tặng 30%. Được tặng luôn. Mua 3 quyển được tặng 1 quyển. Trưởng thành cùng vĩ nhân. Rồi các bạn chụp hình lại nha. Các bạn chụp hình lại. Subscribe, nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ thầy Trần Việt Quân bạn nhé. Chánh kiến phiên bản mới. Cập nhật nhiều nội dung. Lôi cuốn, hấp dẫn. Chuyển hóa bản thân và gia đình. Đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới. Truy cập bka.edu.vn/ck3h.